Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Học Lập Trình tại SunTech. Trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn follow và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn. Thì đây là cái cấu trúc project mà chúng ta đang build cho những buổi trước để chúng ta có thể thực hành được giữa thằng PHP và MySQL. Thì các bạn nhìn thấy ở đây có một vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể tối ưu được thôi, nhưng mà anh vẫn đang để theo cái hướng viết như hiện tại, bởi vì là để các bạn thấy cái vấn đề của nó, đó là code của nó thứ nhất là nó bị trùng lặp rất là nhiều, và cái thứ hai nữa đó là khi mà viết theo cái hướng PHP thuần như thế này thì các bạn cứ tiện đâu các bạn khai báo ở đó, các bạn viết nó không có một cái cấu trúc nào cả. Thì sau này khi mà các bạn maintain, các bạn nâng cấp cái project của mình lên hay là có những cái tính năng mở rộng thêm thì nó sẽ rất là khó. Đó. Chính vì vậy trong PHP nó subget cho chúng ta, nó đưa ra cho chúng ta một vài cái concept về design button. Thì một trong những cái mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất đó chính là mô hình MVC. Thì bản chất cái project này của chúng ta đang làm này, chúng ta cũng có thể tạm gọi nó là một cái mô hình MVC được, nhưng mà nó chưa chuẩn hóa và nó vẫn đang viết theo hướng thủ tục, tức là cứ tiện đâu thì khai báo đó. Thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mô hình MVC và chúng ta sẽ chuyển hóa cái project của chúng ta sang mô hình MVC, và sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào làm project của chúng ta với mô hình MVC luôn. Thì cái phần project của chúng ta sẽ làm, nó là một trang bán hàng như thế này. Anh sẽ show cái giao diện nó lên. Thì những bạn mà học lớp Finance ấy, thì có lẽ là sẽ thấy quen với cái giao diện này. Và anh cũng đang sử dụng cái giao diện này cho lớp Laravel. Đó, tuy nhiên thì cách làm của chúng ta nó sẽ khác so với cách làm ở lớp Laravel. Cái này ở đây của chúng ta nó đang bị mất đi một cái file CSS, thì anh sẽ sửa lại để các bạn có thể nhìn qua về cái trang bán hàng này. Chúng ta sẽ làm nó ở mức đơn giản thôi, nhưng mà đủ để mà chúng ta vận dụng tất cả những kiến thức về thằng PHP để chúng ta làm nó. Anh sẽ show lên cho các bạn. Anh sẽ thay đây bằng style. Đó, và anh sẽ chạy nó lên như thế này. Thì đây là một trang bán hàng, chúng ta sẽ apply cho nó, chúng ta sẽ đưa nó vào phần project của chúng ta. Đây, thì nó sẽ đơn giản như thế này thôi, đó là phần trang chủ này. Chúng ta chỉ có các trang, đó là trang chủ, trang xem sản phẩm theo danh mục, đó đây cũng là danh mục này, và trang hiển thị dạng sản phẩm, trang tìm kiếm sản phẩm, chức năng tìm kiếm, một phần nữa đó là xem chi tiết sản phẩm và order, tức là mua hàng ấy. Đó, được chưa? Thì đây là những cái chức năng mà chúng ta sẽ làm cho cái cho cái phần này. Được chưa các bạn? Rồi. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính. Đó là mô hình MVC ở trong thằng PHP. Thì như các bạn biết là đối với mô hình MVC thì chủ đạo của nó, tức là cái mục đích chính của nó sinh ra là để chúng ta chuẩn hóa về mặt cấu trúc cho một project. Cái thứ hai nữa là chúng ta chuẩn hóa về mặt coding cho việc làm teamwork với nhau. Thì trước khi mà chúng ta nói đến thằng MVC thì anh sẽ show cho bạn cái slide như thế này. Đó. Đây, thì đối với phần MVC này thì anh chỉ đưa ra một vài cái giới thiệu cũng như là cái cấu trúc tổng quan của nó và những cái ưu điểm. Chúng ta phân tích những ưu điểm, nhược điểm của thằng MVC và chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng project cho thằng MVC này. Được chưa? Thì mô hình MVC, MVC bản chất của nó là viết tắt của ba từ Model View Controller. Model
Build. Build và Controller. Đó. Nó là viết tắt của ba cái key này. Nó là viết tắt MVC là viết tắt của ba cái thành phần này. Được chưa các bạn? Và trong MVC thì nó định nghĩa rất là rõ. Nó định nghĩa rất là rõ từng cái thành phần một. Controller có vai trò là để làm gì? View có vai trò để làm gì? Và model có vai trò để làm gì? Thì anh có nốt rất là rõ ở trong slide này. Đó, thì để anh đỡ phải gõ lại. Thì đối với controller thì nó nhận request, nó nhận request từ phía người dùng gửi lên và nó sẽ phân tích cái request đó. Sau đó nó sẽ gửi yêu cầu, xử lý yêu cầu và trả kết quả về cho view, tức là trả kết quả về cho người dùng. Thì để hiểu rõ hơn thì các bạn có thể xem cái này. Đây, anh lấy ví dụ khi các bạn truy cập vào một trình duyệt và các bạn enter vào một trang web nào đó. Anh lấy ví dụ các bạn truy cập vào một trang, ví dụ như là trang này, VinFast chẳng hạn, VinFast.vn. Khi các bạn enter như thế này là các bạn đã request lên server. Các bạn đã gửi một cái request lên server. Được chưa? Và server nó sẽ trả về cho các bạn, nó sẽ nhận được cái thông tin đó và nó sẽ trả về cho các bạn cái giao diện, tức là trả về view đó, cái giao diện như thế này. Được chưa các bạn? Đó, thì ở đây cái mô hình của nó cũng không khác gì cả. Khi các bạn vào trình duyệt, các bạn request thì nó sẽ đi qua router. Thì chúng ta chưa nói đến khái niệm router ở đây, bởi vì chúng ta đang quy gọn nó về mô hình MVC, nó chỉ có model, controller và view. Có nghĩa là nó sẽ đi qua router. Bản chất router nó là cái này, nó là cái URI này. Đó, nó sẽ chạy cái nào. Ví dụ như vào thẳng trang chủ thì URI của nó sẽ là dấu backslash như thế này. Được chưa? Đó. Thì từ cái router đó nó sẽ xác định là nó vào controller nào. Thì ở controller nó sẽ tiếp nhận cái request, cái yêu cầu của người dùng request lên. Thì nó sẽ phân tích cái request đó. Thì cái request đó nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu nó là request mà không có thao tác lấy dữ liệu với từ database. Anh lấy ví dụ như thế này. Chúng ta quay trở lại trang năng suất. Ví dụ khi mà anh chạy như thế này lên. Đó. Ok chưa? Thì sao? Thì đối với việc mà anh request login như thế này, anh chưa nhập thông tin gì, thì anh sẽ validate. Thì ở thằng controller này nó sẽ nhận cái request là người dùng gửi lên, đó là email và password, và nó sẽ xử lý validate. Sau khi validate xong thì nó sẽ trả về view. Có nghĩa là nó sẽ validate, nếu mà người dùng chưa nhập cái gì thì nó sẽ chưa gọi đến database để check. Được chưa các bạn? Mà nó sẽ xử lý, kiểm tra xem dữ liệu đã hợp lệ hay chưa. Nếu mà chưa hợp lệ thì anh sẽ trả về view như thế này. Được chưa? Đó. Còn giả sử nếu mà người dùng đã nhập dữ liệu vào rồi. Đó. Được chưa? Sau đó họ sẽ nhập đầy đủ dữ liệu vào. Thì chúng ta request lên. Thì nó sẽ... Thì cái request ở controller này nó sẽ gọi đến model. Thì vai trò của model sẽ làm gì? Vai trò của model nó sẽ tương tác với database. Tương tác với database ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ đi thực hiện các câu truy vấn như là select này, thực hiện các công việc như là update, xóa, kiểu như vậy. Tất cả những câu liên quan đến thao tác với bảng trong database. Đó. Và sau khi thao tác với bảng xong thì thằng model này nó sẽ trả lại. Các bạn nhìn thấy dấu hai chiều đây, mũi tên hai chiều. Model sau khi thực hiện xong nó sẽ trả lại controller, và controller sẽ trả lại cái kết quả đó cho view và hiển thị lên trên trình duyệt để người dùng có thể thấy được kết quả mà chương trình đã xử lý. Đó, được chưa? Một số trường hợp thì nó sẽ xử lý bằng cách là nó sẽ chuyển trang, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng sẽ hiển thị lên view. Ví dụ như trong trường hợp login này thì nó sẽ chuyển trang. Đây, nếu mà các bạn nhập đúng thì nó sẽ chuyển trang vào trang quản trị. Còn nếu mà các bạn nhập sai thì nó sẽ trả lại phần view, tức là nó hiển thị view chính cái view này. Đây, trả lại đây. Ok chưa các bạn? Và ở phần model các bạn nhìn thấy có cái mũi tên thao tác với database đây.
và thao tác với database như thế này. Ok chưa? Đó, thì mô đồ nó sẽ tương tác trực tiếp với database. Và cuối cùng, mục đích cuối cùng là chúng ta sẽ nhận lại được cái kết quả trả về từ thằng controller cho view, và nó hiển thị lên trên trình duyệt như cái mà các bạn đang nhìn thấy ở đây như thế này. Được chưa? Đó, thì đó là cái nguyên lý hoạt động của mô hình MVC. Thì tại sao nó lại phải sinh ra cái mô hình này? Thì như anh nói lúc ban đầu ấy, đó là mô hình MVC nó sinh ra để mà nó chuẩn hóa về cấu trúc cho một project, cho một cái framework hay là cho một cái dự án nào đó. Tức là nó chuẩn hóa về mặt cấu trúc của dự án. Cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ làm teamwork. Hỗ trợ làm teamwork. Anh lấy ví dụ, khi các bạn viết một dự án theo mô hình, theo hướng thủ tục, tức là các bạn viết theo kiểu hướng là viết theo PPT thuần ấy, thì các bạn cứ viết theo thói quen, có nghĩa là cứ tiện đầu viết đấy, và cách đặt tên biến cũng như là cách mà các bạn xử lý với database thì các bạn làm theo hướng chủ quan, tức là mỗi người khi mà làm việc teamwork ấy, thì mỗi người sẽ lại có một cách làm khác nhau, có một cách viết khác nhau. Và nếu mà khi mà chúng ta đọc lại code của nhiều người viết thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là rối, chúng ta sẽ bị rối và sẽ rất là khó để có thể hiểu được cái mục đích của từng cái đoạn code mà các bạn xử lý nó như thế nào. Đó, thì thằng MVC này nó sinh ra để mà nó chuẩn hóa về cái cấu trúc, chuẩn hóa về coding convention cái thứ đó. Và sau này các bạn còn có một cái khái niệm về coding convention theo cái chuẩn hóa nào nữa. Đó, ok chưa? Và cái quan trọng hơn nữa đó là tính mở rộng ứng dụng trong tương lai. Có nghĩa là gì? Khi các bạn phát triển một cái ứng dụng ở thời điểm hiện tại và khoảng một năm sau các bạn muốn phát triển thêm những cái tính năng nữa, các bạn muốn phát triển thêm những cái tính năng nữa, các bạn muốn phát triển nó ở trong tương lai, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp những vấn đề. Bởi vì sao? Lúc đấy code của các bạn sẽ rất là nhiều và rất là lớn rồi, thì các bạn sẽ khó có thể kiểm soát được. Thì thằng mô hình MVC này nó sinh ra để giải quyết cho các bạn những vấn đề đó. Tuy nhiên bên cạnh những cái ngoài ra thì còn một cái ưu điểm nữa, đó chính là khi mà sử dụng MVC thì cái khả năng debug nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tức là các bạn kiểm tra lỗi, debug là một trong những công việc mà chúng ta dùng khá là thường xuyên. Bởi vì trong quá trình coding thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể tránh được những cái lỗi trong quá trình làm, và chúng ta sẽ phải debug. Đó, nó giúp cho các bạn phát hiện ra lỗi một cách dễ dàng hơn. Thì đấy là những cái ưu điểm. Bên cạnh những cái ưu điểm của thằng MVC thì nó cũng sẽ có những cái nhược điểm. Nhược điểm thì cái nhược điểm của MVC là gì? Thì anh sẽ nói qua một vài cái nhược điểm. Ví dụ như là khi các bạn viết theo mô hình MVC thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ dùng hướng đối tượng. Mà hướng đối tượng thì tất cả những class mà chúng ta muốn sử dụng được thì chúng ta đều phải khởi tạo đó, và chúng ta đều phải chuẩn bị những cái thư viện, tức là viết sẵn những cái thư viện và cấu trúc hóa nó theo cái chuẩn của MVC. Thì chính những cái việc đó nó cũng sẽ làm mất thời gian, nó sẽ mất thời gian đó. Ngoài ra nữa thì khi mà các bạn sử dụng gọi các class qua lại với nhau, bởi vì sao? Khi các bạn dùng từng class từ controller gọi sang model rồi là truyền sang view, là các bạn sẽ phải sử dụng các class gọi qua lại, khởi tạo đối tượng thì gọi qua lại với nhau, thì chắc chắn là chương trình của chúng ta nó sẽ bị chậm hơn so với việc mà các bạn sử dụng code thuần để các bạn chạy. Đó, thì đấy là những cái nhược điểm của MVC. Ok chưa? Thì đây là cái cấu trúc, đây là cái cấu trúc mà anh muốn cùng các bạn sẽ build trong cái project MVC này. Đó, và cũng sẽ là cái cấu trúc chính để chúng ta phát triển cho cái đồ án của cái khóa này. Đó, thì hôm nay chúng ta đã học sang buổi thứ 13 rồi. Có nghĩa là từ buổi sau chúng ta chỉ có đi code cho phần project thôi. Được chưa? Thì đây là cái mà anh muốn show cho bạn, là cái cấu trúc mà chúng ta sẽ build trong mô hình MVC của cái project này. Đó.
thì nó cũng không có gì cả. Các bạn nhìn ở đây, nó cũng theo cái chuẩn MVC, nó cũng theo cái chuẩn MVC mà chúng ta làm, mà anh vừa giới thiệu đó. Nó cũng có controller, có model, có view. Ngoài ra thì anh thêm một vài cái thư mục nữa, anh sẽ thêm một vài cái thư mục nữa để chúng ta đặt những cái liên quan đến core của project đó, và một vài cái thư mục liên quan đến tài nguyên của trang, ví dụ như CSS, image hay là JavaScript, thì anh sẽ đặt nó trong public. Ở đây các bạn cũng sẽ nhìn thấy một thư mục là .htaccess đó, thì cái này chúng ta sẽ dùng nó để mà rewrite URL, có nghĩa là chúng ta sẽ viết lại cái đường dẫn cho trang web để cho nó thân thiện hơn, để cho nó phù hợp với việc sell, được chưa các bạn? Ok.